ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី8 Minute Talk ដែលនៅពេលនេះនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចចាត់ដោយសារថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងដំណាក់ការទី2ថាតើអ្វីជាគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចហេតុអ្វីបានជាអង្គការដំណាភិបចាចាប់យកដៃគូជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការអនុវត្ត
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការដំឡើងភាពផ្ទាល់ចំណាំ3ធ្វើការជួបសម្ភាសចាស់ជាមួយលោកស្រីសោមច័ន្ទធីតាដែលលោកស្រីគឺជាប្រធានទទួលបន្ទុកគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចជំរាបសួរលោកស្រីចាចាជំរាបសួរចាសុខសប្បាយចា ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបានជ្រាបច្បាស់អំពីគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចការលោកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាអ្វីជាគម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងចា៎គម្រោងសាលាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាដោយអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមឆ្នាំ2016ហើយគម្រោងនេះផងដែរគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតនិងសហគមន៍អឺរ
hay cầm rong sala api ban cảnh như đấy cứ dừng vào tầm khăn vùng rừng sa mạc phía rồi bỏ mình trai sang thiên đàn nâng mình trai đại diện nhà bắt đầu xây ván chuẩn bị chi bỏ rót nước nặng cầm chìa vô dừng na ở bộ quạt ở miền sơn trạch phía miền đầm la phía nâng miền kẹ này phía chuẩn bộ bị chi bỏ rót môn nâng châu lồng ắt cái đó sạc cam mà phía này càng nhiều tầm đó mình khen trong đầm phong này thay hai đấy ban chi ông ca đầm la phía cam bị chi chặt đại cù cho mùi cả xuống hạt tây nâng nông ca ăn quả của đồng nâng chả miền hạt phong sầm khăn chẳng tràn hạt phong sầm khăn tìm mua để xa cơ sùm hạp tây quát cứ chỉ nhận đắc nôm sầm rộp sầm rùa tẹt tông tận nâng ca cục cồn đang đây là tập ba tiếng một phẩy trăm đi tận đi hạt cồn chả hai tí pí cơ sùm hạp tây có chỉ nhận đa tua nông ca sầm rộp sầm rùa chỉ mùi mình ti bị say cơ sùm xem xem nông ca tê một nghe đồng bây ở tập ba nặng cồn chỉ nhận và đòn chả hai mối tiết cứ để xa tay cơ sùm hạp tây có miền tua nhiệt ti chỉ nhận đo mình đan cùng rừng sầm thập hiệp đo mình trai đại và đo xây bàn nơi tận cồn chỉ phòng đài chấm pua để dạy pe này sẽ cam mà phép nâng phơi là ở nông đồng nặng ca tì pì nít miên để dạy pe bao màn cho năm đấy chả đồng nặng ca tì pì nít bắt chấm bón nít thả bị ca để dương miên nông đáy cứ sự mẹ bị cho năm chả bị pì bòn một phơi nít đó pì bòn một phơi pì nít cứ chỉ thả bị ca để dương miên nông đáy cầm cạo và thòng pì xả cùng một đồng hay đằng tì nhẹ nghe xả bắt bắt ca pì bòn suy ai tại đâu ta nâng sự cam mà phép to đại phơi hay chấm muối nâng cả xuông mà hạt tây nâng thật ta miên sự cam mà phép bạn nặng là tụi mình sự cam phim đất nông đồng nạc ca tì pi nít đào xì chùm rơi chương đồng nạc ca tì mùi cả đồng nạc ca tì mùi nhưng bắt đầu tổng khăn ta lưu ca bùng rừng xe mặt tập hiếp một trái đo xe vã lưu chùm nền ạ phí bà là cách sốt trật phiếp đọc bệ bộ quát ạch bắt đo xe vã miên sật phiếp lưu tì pi nít cư dương bùng rịch bằng thái và to bị dương miên ca bằng đồng bằng đào một trái tẹ tôn tình nâng sốt trật phiếp ạch bà cách nông ca bắt đo xe vã hơi dương có miên chế ca bằng đồng bằng đào dù chùn chả chỉ bị xét xét ray ở quạt miên chủng này đằng nông ca châu luôn chủng rừng ca bắt đầu xây bàn nơi mùi lửa than là bỏ quạt nó ở căn tại miền sơn tây này tiền chẳng dương nâng ở bồng ca nơi cam vị thi tù sập mũi nằm bay ở vị trí bắt đầu quạt ai bắt đầu nơi quạt miền tây lập từ lưới xây bàn để bộ quạt bàn từ tù chả hãy bắt đầu pì miên ca bắt đầu quạt miền tây lập hãy cứ dương miên bồng ca chứa áo ca chỉ về thì cá nằm bay ở vị trí bắt đầu quạt miền là ca chụp chủng rừng nhẹ bắt đầu xây bàn được tối hay nâng nhẹ để chỉ nhẹ tặng tay con được bài không cả đo xí vá đảm bay lơ chi sầm nồng po còn vo nâng vì phía xa thật ta dương cô tại đo sai ba nhà ha không cả đo xí vá chẳng mất đảm bay ở việt căn tại chai top nâng đầm rời cao chi bờ hay miên đầm la phía kẹ này phía chụp bộ chi bờ đọt vấn đề ở mình trai đài con ở tập tu ban nơi ca mình đọc mình đa nâng con ban ăn hoạt hay ở với đài chi bờ đọt tập tu ban khi tham mê phía lo và xa nữa tôi chẳng mấy đó tam thì vậy ca chụp phía xa chụp mùi nâng mình trai đại diện nè bắt đo xây và cái lỗ máu cả đầm nặng cả tim mũi nhưng khơi thà tệ tôn đường kêu bằng cô dưỡng ca pi đầm nặng cả tim mũi nó cứ dưỡng ban bắt đo mà đa kêu bằng cô chùm luôn mà phải rằng lúc nó cứ kêu bằng cô môi chùm luôn quát ban khai từ chưa bật thiên sẽ thạ ban bắt đo xây và tạm đó hay kêu bằng cô dưỡng đầu tây sinh tiết có ban khai từ chưa bị bà rong sọc tu mình tục cái ca bắt đo xây và nâng chân lúc có ban prapra chùm này đăng đại quạt liên pi cầm rốn nó cứ prapra từ con ca đặc nôm kêu bằng thạ ban bà con cha ra pi chỉ nói là o đai ở lúc xây ban chỉ hiểu chú nước tham liên ở chị ôp sạ được còn chị bằng hai lần bạn thế ở nơi đây đã ăn quạt được một đồng nào cam bất nơi không đồng nào ca ti pi đi
បញ្ហារំខានកត្តាខាងក្រៅទី1នោះគឺតកតងជាមួយកូវីដ19ធ្វើឲ្យគម្រោងយើងដំណើរការទៅមិនបានរលូននេះដោយសារគម្រោងយើងគឺទៀមយើងធ្វើការជាមួយមន្ត្រីគឺតម្រូវឲ្យយើងអាចត្រូវជួបប្រាស្រ័យតកតងដូចជាការបដិបត្តិយើងអាចប្រើប្រាស់មិនតាន់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចយើងធ្វើជាមួយយុវជនឬក៏ជាមួយស្ថាប័នអង្គការអញ្ចឹងបញ្ហាឧបសគ្គទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់អាចកូវីដ19ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងផ្អាកសក
បាកនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងកំឡុងពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 នេះតើក្រុមការងារមានជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជារបៀបអីថ្មីនៅក្នុងការបដូរឲ្យមានភាពងាយស្រួលវិញខាងខ្ញុំនេះធ្លាប់បានស្នើទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃថាយើងគួរតែសាក់លបងប្រើប្រាស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមអនឡាញពួកឯងយើងអត់បើសិនជាកូវីដអូសបន្លាយរហូតដល់កន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងអត់បត់បែននឹងធ្វើយើងពិបាកក្នុងការកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញបញ្ហាលំបាករបស់គ្រូបង្គោលយើងអញ្ចឹងហើយក្រសួងក៏ស្នើសុំថាសុខចិត្តថាពេលមានកូវីដយើងត្រៀមលក្ខណៈជាឯកសារជាលិខិតផ្សេងៗណាបីសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងពេលដែលកូវីដចប់ភ្លាមគឺយើងច្បាស់ថាយើងមានពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលចា៎ចឹងអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងឬក៏ការសង្ឃឹមទុកថានឹងទទួលបានលទ្ធផលនៅពេលអនុវត្តគម្រោងនេះចា៎យើងមានលទ្ធផលរំពឹងទុកមួយចំនួនចា៎ដូចជាយើងគិតថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនការចូលរួមចា៎របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបពិភាក្សាក៏ដូចជាជំរុញការផ្តល់សេវានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានបរិយាបន្នចា៎ហើយទី2គឺក៏មានក្តីរំពឹងគាត់ថាគម្រោងនេះគឺនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងមានយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងហើយយើងមានយន្តការដែលមានស្រាប់តាមរយៈប្រអប់ស្បុតតាមរយៈការចម្លើយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់មិនអាចដើរទៅរកនិយាយថាគាត់មិនអាចស្វែងរកអំបូតស្មិនដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ផ្ដល់មតិយោបល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងបង្កើតយន្តការតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អាចចំណេញពេលវេលារំពឹងគាត់ទី3នោះគឺយើងចង់បង្កើនបរិយាកាសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយហើយធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពួកឯងសេវាគឺគាត់ជាអ្នកទទួលសេវាគាត់ជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយមានតកតទេដែលអាចបង្ហាញថាតាអ្វីជាតម្រូវការហើយគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការផ្ដល់សេវានឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបទៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចាអរគុណច្រើនអរគុណចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមការងារចង់មកធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាចាប់រីមទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី8 minute talk នៅពេលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងនាំយកប្រធានបទល្អៗមកធ្វើការពិភាក្សាជាបន្តទៀតចាក់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ីណានិងលោកស្រីសោមចន្ទធីតាសូមអរគុណសូមគោរពលា